Welcome to Happy Podcast. Chào các bạn đã đến với Happy Podcast, nơi chia sẻ những cảm xúc chân thành và những câu chuyện cuộc sống ý nghĩa để lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Và mình là Trần Gia Thông sẽ đồng hành cùng với các bạn. Và ngày hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng, có một anh chàng tiều phu đến gặp một ông chủ xưởng gỗ để xin làm việc. Thấy anh chàng khỏe mạnh, chăm chỉ, lại thật thà, nên ông chủ xưởng nhận ngay. Để đáp lại tấm lòng tốt của ông chủ, anh tiều phu tự nhủ sẽ cố gắng làm việc thật siêng năng. Anh vác chiếc rìu lên và đi vào rừng, chăm chỉ đốn củi mỗi ngày. Sau một ngày dài làm việc, anh tiều phu mang về 18 cây gỗ. Ông chủ ngày càng hài lòng, vỗ vai anh và khích lệ. Tốt lắm chàng trai, hãy tiếp tục phát huy nhé. Và ngày tiếp theo, anh ta chặt được 20 cây gỗ, rồi 25 cây, rồi 30 cây. Số tiền kiếm được mỗi ngày càng nhiều hơn. Sự tin tưởng của người chủ dành cho anh ngày càng lớn. Đến ngày thứ 5, sau khi làm việc hăng say từ sáng đến tối, anh tự nhủ với mình rằng chắc mình đã chặt nhiều lắm rồi. Bây giờ thử xem hôm nay mình chặt được bao nhiêu cây đây. Anh chợt giật mình phát hiện ra rằng số gỗ hôm nay mình chặt được chỉ được 15 cây. Tự nhủ không thể để chuyện này lặp lại được. Sang ngày thứ 6, anh thậm chí còn làm việc quần quật hơn hôm trước, không một chút nghỉ ngơi. Thế nhưng cuối ngày nhìn lại, anh rất buồn lòng khi số củi đốn được chỉ vẫn là 15 cây. Anh chàng tìm đến ông chủ buồn rầu và thanh minh rằng: có lẽ tôi đã mất đi sức mạnh của mình rồi, thưa ông chủ. Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù tôi ngày càng cố gắng hơn, nhưng số củi dường như nó đang giảm đi. Ông chủ xưởng gỗ nhìn người tiều phu và chiếc rìu sức mẻ trên tay một lúc, rồi thong thả nói. Ông hỏi anh: lần cuối cùng cầu mai chiếc rìu này là khi nào? Mai rìu ư? Tôi đã dành hết thời gian của mình để đốn cây, chẳng còn giây phút nào nghỉ ngơi để mai rìu cả, anh tiều phu thật thà đáp. Vậy đó chính là lý do đẩy chàng trai à? Ông chủ đáp lại. Phải rèn luyện mới chinh phục được đỉnh cao. Và thông qua câu chuyện này là một câu chuyện mà bản thân mình cảm thấy rất là tâm đắc trên cái hành trình cuộc sống của bản thân mình. Và đây là một câu chuyện ngụ ngôn được viết thông qua một cái giai thoại của một người rất là có sức ảnh hưởng đối với nước Mỹ. Đó là vị tổng thống thứ 16, Abraham Lincoln, một người tổng thống vĩ đại trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thì ông có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là: nếu tôi có 6 giờ để chặt cây thì tôi sẽ dành ra 4 giờ để mài cái rìu của mình. Trước đây trên hành trình học tập và tìm hiểu thì mình đã tìm thấy được cái câu nói này. Thật sự tại thời điểm đó mình cũng chưa cảm nhận sâu về cái ý nghĩa của câu nói này. Nhưng sau một khoảng thời gian mình được đọc lại, thế mình lại cảm thấy rằng câu nói này thật sự nó rất là chạm. Bởi vì cái thời điểm đầu khi mình đọc cái câu nói này thì lúc đó mình vẫn đang còn một công việc rất là ổn định tại tập đoàn FPT. Mình vẫn còn một cuộc sống rất là ổn định và dường như mình không có quá nhiều những cái trải nghiệm cũng như những cái thử thách trong cuộc sống, cũng như cái mục tiêu cuộc đời của mình thật sự cũng chưa có rõ. Tuy nhiên tới lần tiếp theo khi mình đọc cái câu nói này thì lúc đó mình đã đi qua một cái hành trình gần 10 năm kể từ ngày mình đã chuyển cái định hướng cuộc đời, đó là kết thúc công việc tại tập đoàn FPT với vị trí quản trị dự án, để bắt đầu một cái hành trình mà không biết đâu là đích đến thật sự và đâu là sự tạm gọi là sự yên ổn của mình. Bởi vì tôi chỉ bắt đầu với một lý do duy nhất là mình muốn bắt đầu một cái hành trình mới. Tại thời điểm đó với công việc ổn định
với những gì mình đang có. Có lẽ nó an toàn và có lẽ nó tốt với cách mọi người nhìn vào. Nhưng hơn ai hết, chính bản thân mình đang hiểu hình như nó có cái gì đó thật sự nó không được ổn. Nó có một cái gì đó không phải là điều mình thật sự khao khát. Và chỉ với một cái cảm xúc mạnh liệt đó, và sau rất nhiều năm mình trăn trở, thì cuối cùng mình quyết định là mình dừng công việc tại FPT. Và mình bắt đầu một cái công việc mới, một công việc mà không được trả lương, không có thu nhập, không có tương lai, không có sự ổn định. Và thực ra cũng không biết là mình đang làm cái gì. Bởi vì xuất phát điểm lúc đó, mình bắt đầu với cộng đồng tiếng Anh Easy Việt Nam, một cái tổ chức phí lợi nhuận do mình tự sáng lập và điều hành. Người ta hay nghe tới câu lạc bộ tiếng Anh hay một cái trung tâm tiếng Anh, người ta chẳng hiểu thế nào là một cái cộng đồng tiếng Anh cả. Thực sự lúc đó mình cũng rất là mơ hồ, nhưng mình có một cái niềm tin rất là mạnh liệt vào bản thân rằng mình sẽ làm được. Thế là mình bắt đầu một cái câu lạc bộ tiếng Anh tại một quán cà phê nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó cả những ngày đầu thành lập khoảng tầm 20 mấy, 30 mấy bạn tham gia một tuần một buổi, và đó có lẽ gọi là cái công việc chính của mình. Càng làm thì mình càng thấy rõ hơn những gì mình đang làm. Càng làm thì mình càng hiểu hơn cái mục tiêu thật sự, cái ước mơ của mình là gì. Thông qua những cái trải nghiệm được sống một cách ý nghĩa, bằng tất cả những cái cảm xúc, bằng tất cả những cái hệ giá trị sống và tất cả những khát khao mạnh liệt của tuổi trẻ. Mình nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta sẽ cần một cái môi trường nào đó để nói tiếng Anh tốt. Mà có lẽ cũng không phải là một cái môi trường học. Bởi vì người Việt Nam mình, dân tộc Việt Nam chúng ta vốn nổi tiếng với tinh thần ham học, sự hiểu học. Và rõ ràng người dân chúng ta ai cũng đầu tư cho việc học rất là nhiều. Và tiếng Anh cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên sau mấy chục năm, từ lúc mình còn học phổ thông cho tới bây giờ, tiếng Anh nó vẫn luôn là một cái rào cản, vẫn luôn là một cái sự khó khăn mà biết bao thế hệ đã trải qua. Tại lúc đó mình mới nghĩ là có lẽ mình cần một điều gì đó, chứ không phải là cần một cái sự học. Bởi vì có lẽ mình đã học quá nhiều rồi. Và với cái suy nghĩ đó thì lúc đó mình nghĩ là phải cần một cái môi trường dùng tiếng Anh hơn là học tiếng Anh. Câu lạc bộ tiếng Anh ở đâu cũng có, trường nào, tỉnh, thành phố nào, ở đâu cũng có thể mở ra câu lạc bộ. Thế tại sao mình lại không thể tạo ra một cái hệ sinh thái, một cái cộng đồng tiếng Anh mà kết nối với hình thức hoạt động giống như một câu lạc bộ vui vẻ, kết nối và chia sẻ với nhau, để từ đó mọi người Việt Nam chúng ta không phải phản xét, chỉ trích hay sờ đúng sờ sai, mà xa hơn thế, nhiều hơn thế, chúng ta giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau và đơn giản chỉ gặp nhau và tạo niềm vui trò chuyện tiếng Anh mỗi ngày. Mình tin nếu như người Việt Nam chúng ta có một cách nào đó có thể tăng cái thời gian sử dụng tiếng Anh mình nhiều hơn mỗi ngày, nói cũng được, vui chơi với bạn bè cũng được, một ngày khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng, và duy trì sau nhiều năm, mình tin năng lực tiếng Anh của người dân chúng ta sẽ thay đổi, mà không cần phải học quá nhiều. Và với cái suy nghĩ đó thì mình tổ chức một cái cộng đồng tiếng Anh. Và lúc đầu nó chỉ là một cái câu lạc bộ nhỏ tại quán cà phê. Nhưng sau vài năm thì mình mở ra thành một cái hệ sinh thái cộng đồng tiếng Anh với quy mô 10 tỉnh thành phố khắp cả Việt Nam, và hoạt động tần suất vài chục chương trình một tháng, và số lượng người tham gia đến hàng ngàn người, và một cái hệ sinh thái vô cùng sôi nổi. Thì trở lại câu chuyện của mình, hôm nay câu chuyện là về chàng tiều phu chặt cây và mài rượu. Thì ngày hôm nay khi mình nhìn lại cái hành trình cuộc đời mình đã đi qua, có lẽ mình cũng không phải là một người gọi là thành công vang dội hay có quá nhiều tài sản. Nhưng đối với bản thân mình nhìn lại thì mình thấy là mình là một người rất là đầy đủ, rất là giàu có. Mình hay nói đùa với bạn bè, với những người xung quanh mình, những người xung quanh mình rằng mình là một tỷ phú. Mình tỷ phú yêu thương, tỷ phú về giá trị, tỷ phú về niềm vui. Bởi vì mình trao yêu thương, trao niềm vui, trao giá trị cho mọi người rất là nhiều. Và thực sự mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi mình được làm điều đó. Mình cảm thấy cuộc đời mình rất là may mắn, niềm vui đến với mình nhiều hơn, những điều tốt đẹp đến với mình nhiều hơn, tình yêu thương của mọi người đến với mình cũng nhiều hơn. Và song hành đó cũng nhiều thử thách cuộc sống đến với mình. Tuy nhiên, cách mình đón nhận nó, cách mình đi qua những cái thử thách đó một cách rất là bình an, và mình học được rất nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Và cứ mỗi lần một cái cơn sóng gió thử thách đến
thì cuộc đời của mình đã được nâng lên một cái tầm cao mới. Và như vậy sau cũng hơn 10 năm cái hành trình tự thân bước đi trên đôi chân của mình, trên cái hành trình tìm cái lẽ sống và xây dựng một cái công việc mơ ước có giá trị sống. Và mỗi ngày trôi qua, mình được làm những việc mình đam mê, mình làm những việc có giá trị, tạo ra những điều tuyệt vời cho chính bản thân mình, gia đình mình và cho tất cả mọi người. Và hơn hết, thông qua mỗi việc mình làm, mình đều cảm thấy bản thân mình được phát triển, được hạnh phúc và luôn cảm thấy mình rất là biết ơn. Thì để có được những điều hôm nay mình có, thì mình nhìn lại cái hành trình cuộc đời, thì mình chợt nhớ đến cái câu chuyện này. Và đây là cái câu chuyện đầu tiên mình chia sẻ trong chương trình Happy Podcast. Nếu như có 6 giờ để chặt cây, thì ông Lincoln này, ông đã dành ra 4 giờ để mài rìu. Thì nếu như với một cái công thức tương đương, chúng ta có 10 năm tuổi trẻ, thì với tỷ lệ 6 giờ và 4 giờ, thì 10 năm thì tương đương gần 7 năm. Tức là nếu như chúng ta có 10 năm tuổi trẻ, thì chúng ta dành ra gần 7 năm để mài cái rìu tuổi trẻ của mình. Mình biết ơn hành trình cuộc đời của mình đã đi qua cái giai đoạn mài rìu đó, và mình thật sự đã chuyên tâm, tập trung và làm tốt, làm đúng cái công việc của mình, đó là mình mài rìu. Tuổi trẻ nó có rất nhiều điều tuyệt vời, có sức khỏe, có hoài bão, có đam mê, có nhiệt huyết và có cả rất nhiều thời gian nữa. Nói chung, mình nghĩ tuổi trẻ nó có rất nhiều cái tài sản quý giá mà có thể chúng ta sử dụng để đánh đổi lấy những điều gì đó trong cuộc sống. Và nhiều người họ đã dành cái tuổi trẻ của mình để làm những việc họ thích. Có những người dành cái thời gian tuổi trẻ của mình để theo đuổi đam mê. Hay có những người dành tuổi trẻ của mình đôi lúc không làm gì và bị lãng phí. Thì bản thân mình nhìn lại cái hành trình 10 năm mình đã đi qua, và đúng thật cũng 7 năm mình đã tập trung mình mài cái rìu của mình. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái điều đó. Cái sự khó khăn thật sự của việc mài rìu nó là gì? Khó khăn thật sự của việc mài rìu không phải đến từ việc là chúng ta sẽ mài một cách vất vả, ngồi đau lưng hay sẽ bị đứt tay hay bị tổn thương trên tay khi chúng ta mài. Thực ra cái sự khó khăn khi bạn mài rìu, cái khó nhất thật sự của một đời người, hay có thể nói ngắn hơn là một giai đoạn của tuổi trẻ để mài rìu, cái khó thật sự không phải là sự vất vả, mà cái khó thật sự là nó đến từ những cái điều chúng ta phải đánh đổi. Bạn hãy thử tưởng tượng bạn cầm cái rìu và bạn đi chặt cây, thì ngay lập tức bạn sẽ có những cái cây bạn đổi ra thành tiền. Bạn có thể dùng cây đó để bạn làm nhà, bạn mua những cái tài sản, bạn có thể có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn, và bạn có thể xuất phát điểm tốt hơn trong cuộc sống của mình. Hãy thử tưởng tượng có hai thanh niên đang cầm rìu trên tay. Thanh niên thứ nhất nhanh chóng chạy vào rừng và chặt cây. Trong thời gian đầu anh ta chặt rất là nhiều, và chặt tới đâu anh ta bán tới đó, chặt tới đâu anh ta sử dụng đến đó. Và sau một thời gian không lâu thì anh ta đã có xe, có nhà, và anh ta ổn định cuộc sống sớm hơn. Anh ta có gia đình, anh ta có con, rồi anh ta có công việc, anh ta có chức vụ, anh ta có du lịch, anh ta có rất nhiều điều mà mọi người nhìn vào cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Và trong lúc đó thì anh chàng thứ hai đang ngồi mài rìu. Bạn hãy thử tưởng tượng cái cảm xúc của một người khi đang mài rìu và nhìn thấy những người xung quanh mình, họ đang có nhiều tài sản hơn, họ đang có nhiều tiền hơn, họ có nhà, họ có gia đình, họ có vợ, có chồng, họ có con, họ có công việc, họ có chức vụ, họ có tài sản, họ được đi du lịch. Thì trong lúc đó bạn chỉ có một cái rìu, có những sự vất vả, có những giọt mồ hôi. Thực sự cái khó đó nó khó hơn rất là nhiều so với việc bạn bị đứt tay hay bị tổn thương. Và mình nghĩ cái điều quan trọng nhất trong cái thời gian mình mài rìu, đó là mình mài cái tôi của mình. Tuổi trẻ cái tôi nó rất là lớn. Và không chỉ là tuổi trẻ mà con người chúng ta, nếu như các bạn chúng ta không có chú ý để tu tập, thì càng ngày cái tôi mình lại càng lớn. Vô hình chung nó là một cái rào cản cho những sự thành công và hạnh phúc. Thì ở đây chúng ta thấy được, bản thân mình cảm nhận rất là rõ khi mình đi qua giai đoạn mài rìu, cái tôi của mình, cái cách nhìn cuộc sống của mình, cái sự cần cù, cái sự bao dung, cái sự yêu thương, cái sự biết ơn, cái sự cố gắng, và kể cả những cái sự chịu đựng và bản lĩnh, tất cả những cái phẩm chất, tất cả những cái điều tuyệt vời đó, mình may mắn, thật sự rất là may mắn đã được tôi luyện trong cái giai đoạn mình mài rìu. Nên xuất phát điểm cuộc đời mình cũng có thể là chậm hơn bạn bè của mình. Lúc bạn bè mình ra trường có công việc tốt,
bắt đầu ổn định, thì mình bắt đầu cứ công việc được 5 năm tại FPT, thì sau đó mình nghỉ. Thì nếu như sau 5 năm làm việc, bạn bè mình, những bạn bè cùng trang lửa, nếu như tập trung thì bắt đầu có những sự tích lũy nhất định và bắt đầu cũng có những cái giá trị của sự thành công. Trong lúc đó mình quyết định sau gần 10 năm ăn học tại Sài Gòn thì quyết định làm lại từ đầu với một cái xuất phát điểm mà càng không an toàn nữa, chứ không phải là chúng ta bắt đầu lại bằng một sự tốt. Thì lúc đó mình cảm nhận được rất là rõ hơn ai hết, mình cảm nhận cái gì nó đang dịch chuyển bên trong mình. Mỗi ngày mình âm thầm làm, mình quan sát bản thân mình thấy sao mà kết quả nó không ra gì cả. Mài cái rìu thì chỉ thấy cái rìu thôi, mình đâu có thấy được cái kết quả của cái rìu tạo ra. Mình mài dù bản thân, mình đâu thấy kết quả công việc, để cho mình thấy, để mình tin tưởng hơn những gì mình đang làm. Hay đâu có thể cho gia đình mình thấy được kết quả để yên tâm. Và cũng phần như vậy, những người thân xung quanh mình lại là những người phản đối mình nhiều hơn trên cái hành trình mà mình tìm được cái lại sống. Và càng như vậy, mình càng mài rìu thì mình càng cảm thấy bế tắc, bởi vì mình không thấy cái kết quả thật sự biểu hiện cho mình một chút gọi là hy vọng. Càng mài rìu thì những người xung quanh mình họ càng thắc mắc, họ càng không hiểu về bản thân mình. Tại sao lại làm một cái chuyện ngớ ngẩn, tại sao làm một cái chuyện mà không giống ai như vậy. Thậm chí cả những người thân nhất trong gia đình của mình cũng phản đối và thật sự cũng không hiểu được mình đang làm cái gì cả. Tại sao đang yên, đang lành, cuộc sống, công việc, mọi thứ đang rất là tốt, nhìn vào rất là ổn định như vậy, tại sao bắt đầu làm một cái chuyện, rồi làm một vài năm sau, nhiều năm sau cũng không thấy kết quả ở đâu cả. Khi tới ngưỡng 30, bạn bè mình đã ổn định công việc, đã có chức vụ, đã thấy rõ định hướng công việc, đã bắt đầu hình thành một cái gì đó cho cuộc đời. Lúc đó đã lập gia đình, có nhiều bạn đã bắt đầu có em bé, rồi công việc ổn định, rồi nhà cửa, xe cộ, tài sản. Mình thấy bạn bè mình rất là thành công. Và trong lúc đó mình quan sát bản thân mình thì mình thấy rất rõ cái gì đang diễn ra. Và mình rất là may mắn, từ năm 30 tuổi mình vẫn chưa có gì ở trong tay cả. Tài sản tích lũy mình cũng không có gì, thậm chí một cái sổ tiết kiệm mình cũng không có nữa. Mình lúc đó mình cũng chưa lập gia đình, mình cũng chưa có một cái gì gọi là vững chắc cho tương lai, chứ đừng nói là chuyện nhà cửa hay tài sản gì xa xôi. Một mình sống ở trong đất Sài Gòn, mình nỗ lực hết sức và mình có một cái niềm tin mạnh liệt rằng mình mai dù sống cái điều này thì chắc chắn mọi điều còn lại nó sẽ được hết. Mọi người không tin mình thì mình càng phải tin mình. Mọi người càng không yêu thương mình thì mình càng phải yêu thương mình. Mình luôn tự nhủ với bản thân mình rằng nếu như tới một ngày mà không còn ai trên cuộc đời này tin tưởng mình nữa, nếu như không còn một ai trên cuộc đời này yêu thương mình nữa, thì mình phải là người cuối cùng còn lại. Mình phải là người còn lại sau cùng và có thể là duy nhất yêu thương mình và tin tưởng vào bản thân mình để cùng mình đi tiếp. Và tới lúc mà kết quả nó hiện hữu, những cái giá trị tốt đẹp nó được hiện ra, mọi người cảm nhận được, thì chắc chắn lúc đó mọi người sẽ có cái cách ứng xử với mình khác đi. Và khi đi qua cái giai đoạn đó, thì tới những năm tháng gần đây, khi bắt đầu mình mới dẫn thân vào cái hành trình phát triển, thì các bạn có thể thấy cái lớp học Happy Class, mặc dù tên công ty và trung tâm của mình là J&K English, nhưng mà phần lớn mọi người vẫn gọi một cái tên thân thương đó là Happy Class. Nó là một cái tên mà mình muốn mỗi ngày trôi qua, bản thân mình và tất cả mọi người, học viên của mình sẽ gọi cái tên đó. Mình không quá nặng nề về vấn đề là kinh doanh hay tổ chức hay là thương hiệu. Mình quan trọng là cái cảm xúc và cái giá trị thật sự cho người học và bản thân mình. Và mình vẫn có ước mơ là trở thành một người Happy Teacher. Thế là mỗi ngày các học viên gọi mình là Happy Teacher và các bạn đến học Happy Class. Tức là mỗi ngày ít nhất các bạn ấy nói hai từ hạnh phúc, đó là Happy. Khi các bạn gọi Happy Class và Happy Teacher. Và đó là hành trình mình đã đi qua. Nếu như những bạn nào có thể quan sát thấy con đường đó, thì hôm nay thông qua câu chuyện này mình chia sẻ để hy vọng 11 các bạn cảm nhận sâu hơn về cái câu nói nếu như cho tôi 6 giờ để chặt cây, tôi sẽ dành ra 4 giờ để mài rìu. Nếu như các bạn chưa mài thì các bạn phải quay về lại mài. Đừng để những cái áp lực, những cái mong cầu và những cái định danh về bản thân mình. Đừng nói rằng là mình đã quá lớn tuổi, mình đã quá già, mình đã quá bần, mình đã quá nên mình không thể mài được. Tất cả những lý do đó chỉ xuất phát từ bản thân, suy nghĩ của bạn mà thôi. Hãy nhớ chưa mài thì hãy mài. Và nếu như các bạn còn mài rìu, tức là cái rìu đó nó còn tạo ra nhiều giá trị cho bạn hơn trong tương lai. Và đó là một cách làm bền vững. Và nội dung Happy Podcast
số đầu tiên đến đây là kết thúc. Một lần nữa, mình rất là vui, rất biết ơn tất cả các bạn đã lắng nghe đến phút cuối của Happy Podcast này. Chắc chắn trong những số đầu tiên vẫn đang trong giai đoạn hình thành ý tưởng, cũng như giai đoạn để hoàn thiện, để có thể tạo ra được những sản phẩm Happy Podcast ngày càng hoàn thiện hơn và giá trị hơn cho tất cả mọi người. Nên mình sẵn sàng và rất là biết ơn nếu như nhận được những đóng góp, những ý kiến chia sẻ hay những ý tưởng của các bạn để mình có thể điều chỉnh để hoàn thiện hơn cái sản phẩm này, để mang đến giá trị nhiều hơn nữa cho tất cả các bạn. Một lần nữa biết ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong Happy Podcast số tiếp theo.